Chào mừng anh chị và các bạn đến với nhận định thị trường ngày 28 tháng 3 năm 2022. À thì hoạt động của thị trường cho đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2022 thì chúng ta tiếp tục nhận định thị trường trong một cái nhịp hồi xu hướng lên và chiến lược là chúng ta nắm giữ và mua vào các cổ phiếu. À, dưới đây là một số cái cổ phiếu kim cương anh chị em có thể tham khảo. À thì trước khi đi vào nội dung chi tiết rất mong anh chị và các bạn like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán thì anh chị có thể thấy là đầu tiên như thường lệ thì bao giờ chúng ta cũng nhận định về cái thị trường chung. Thì anh chị và các bạn có thể thấy là thị trường chung của phiên giao dịch ngày 25 tháng 3 là một phiên à, mua vào nhẹ, mua vào nhẹ. Các anh chị các thể các chỉ số index nếu mua vào nhẹ. Chúng đó có thể điển hình thấy là V index thì uh, các anh chị có thể nếu thường xuyên theo dõi kênh của mình thì thấy rằng là mình bắt đầu nhận định và bắt đầu đưa ra cái gợi ý là chúng ta sẽ có thể quay lại thị trường kể từ phiên giao dịch ngày 17 đúng không ạ tại từ 17 là chúng ta bắt đầu quay vào thị trường rồi anh chị nhé chúng ta đã quay vào thị trường rồi thì tại sao nhận định như vậy thì anh chị có thể xem lại các cái video cũ bởi vì trong một cái nhịp sideways như thế này thì cái một cái nhịp rũ là cần thiết thứ nhất là để những cái cổ phiếu cái dòng của một số dòng cổ phiếu được chốt lời và khi nhiều nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ không kiếm được lợi nhuận nhiều nhà tư thì nó sẽ vào một cái nhịp rũ và rũ ở đây sẽ là một cái nhịp rũ tốt để đi lên thì các anh chị thấy nhé, các anh chị nếu theo dõi kênh thì thấy là mình luôn luôn duy trì một cái nhận định rất là ổn định và logic và nó rất là định lượng. Anh chị có thể thấy, các anh chị có thể xem lại các cái nội dung ở trên trên kênh này, này. Trên kênh này. Anh chị thấy. Ngày nào là rủi ro bắt đầu từ ngày từ ngày mùng 8 tháng 3. Từ ngày ngày mùng 8 nhận định cho ngày mùng 9 tháng 3 là chúng ta rủi ro đi ra khỏi thị trường và ngày 18 tức là nhận định ngày 17 cho ngày 18 tháng 3 thì chúng ta bắt đầu quay lại thị trường và hàng ngày thì đều có danh sách cai cổ phiếu kim cương ở đây anh chị có thể hoàn toàn xem lại đánh giá đo lường cái nhận định cái kết quả cái chất lượng của cái nhận định của của kênh anh chị nhé thì kể từ ngày 10 sau một cái nhịp rũ như vậy thấy đấy thì chúng ta hoàn toàn bắt đầu có giải ngân quay lại thị trường kể từ ngày 17 tháng 3 rồi và từ đó đến nay thì thị trường vẫn trong một cái xu hướng lên vẫn trong một xu hướng lên các anh chị nhé tuy nhiên hiện nay nó có một cái kháng cự nhỏ ở cái vùng địch cũ do vậy là cái việc rung lắc ở đây là cái sự cần thiết nó là cái sự cần thiết và nó không ảnh hưởng gì đến cái nhận định của chúng ta hiện nay thì chúng ta vẫn có thể tự tin nhận định thị trường trong một cái xuống đi lên anh chị nhé nó đang đi lên và hoạt động trên MA10 và MA20 chúng ta không cần phân tích gì lan man và sâu hơn nó sẽ làm cho các anh chị không tự tin trong các việc cái anh chị nắm giữ cổ phiếu thì thị trường nó đang đi, đi lên thì chúng ta nắm những cái dòng mạnh nhất thì đương nhiên là nó sẽ có thành quả thôi đấy là cái nhận định như vậy và cái cách tiếp cận vấn đề như vậy anh chị nhé vn 30 cũng vậy vn 30 thì yếu hơn vn index tuy nhiên là nó vẫn hoạt động trên m 20 khối lượng thì khá là kiệt anh chị nhé khá là thấp khối lượng thấp up index và hd index thì tích cực hơn đây là cái chỉ số số lượng cổ phiếu tốt anh chị coi thấy là nó vẫn tiếp tục nó nó có sự mở rộng 291 cổ phiếu so với phiên em trước và hoạt động trên cái đường trung bình anh chị nhé điểm số trung bình của các cổ phiếu trên thị trường thì vẫn tiếp tục gia tăng và đi lên tăng 0,6% thì như vậy là cũng khá là tích cực thì ở đây chúng ta duy trì cái nhận định là thị trường trong một cái xu hướng đi lên anh chị nhé đây là kết quả của ngày 25 và chúng ta nhận định cho từ ngày 28 trở đi thị trường trong cái xu hướng đi lên nắm giữ các cổ phiếu và có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu tức là hoàn toàn chúng ta yên tâm nắm giữ và có thể mua các cổ phiếu mua gia tăng hoặc thăm dò Đấy. thì đầu tiên là về thị trường chung tiếp theo đến là ngành nghề thì các anh chị có thể thấy là nguyên tắc của mình là bao giờ đi từ thị trường đến nhóm ngành nghề dòng hay còn gọi là dòng đấy sau đó mới đến các cổ phiếu thì anh chị có thể nhìn thấy đây đây là các cái cổ phiếu mà mà mạnh nhất thì đây là các cái ngành mạnh nhất anh chị có thể tham khảo đấy. đây là cái cách phân loại ngành nghề của FAN nhé các anh chị thấy hiện nay khá nhiều dòng mạnh sau khi mà thị trường có một cái nhịp rũ thì nó quay lại khá là tốt và rất nhiều dòng thì bắt đầu Oh, thi nhau đua hoa khởi sắc và tăng giá, Điều bán lẻ tổng hợp này, bất động sản này, uh, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh này, bảo hiểm này, dịch vụ bất động sản này, đầu tư vận tải này, dược phẩm này, hóa chất này, nông thủy sản này, ô tô, thiết bị viễn thông và vật liệu xây dựng khá là mạnh, xây dựng khá là mạnh anh chị nhé. thì uh, cổ phiếu đây thì mình cũng luôn nhấn mạnh với các anh chị nó bao gồm hai nhóm, thứ nhất là cái nhóm canxiim và có dòng tiền, nhóm thứ hai là cái nhóm vĩa đây và có dòng tiền, Từ canxiim là các cổ phiếu đang chạy, đang nở hoa cần viết đây là những cái cổ phiếu mà đang chuẩn bị nở hoa thì cái bọn bọn này này là hoạt động trên nền còn bọn này hoạt động trong nền thì các cổ phiếu kim cương là các cổ phiếu mạnh nhất và thuộc các cái dòng mạnh anh chị nhé đấy thì anh chị có thể nhìn rất là rõ ở đây đây là các cổ phiếu kim cương khá là nhiều đúng không các anh chị thấy khá là nhiều đấy và có một số cổ phiếu, các anh chị có thể tạm dừng video lại để các anh chị nhìn, nhìn chi tiết xem các cổ phiếu của mình có nằm trong cái nhóm cổ phiếu kim cương này không đấy thì một số cái cổ phiếu kim cương khá là gần nền thì các anh chị cũng có thể mua được ở phiên ngày 25 tháng 3, ví dụ như PSD, DG có thể tiếp tục mua được. HDG, DCM, RE và GIL là có thể mua được. Đó là những cổ phiếu kim cương và mua được. Ngoài ra những cổ phiếu ở trong cái nhóm mạnh nhưng mà không thuộc nhóm ngành nghề mạnh hoặc là đâu đó có chút lỗi thì ở đây là các cổ phiếu mình được gọi là cổ phiếu ok thì các anh chị nắm giữ những cổ phiếu này cũng ok nhé. sau đó là đến các cổ phiếu này. Những cổ phiếu này là những cổ phiếu chưa vượt nền chưa vượt nền và cũng khá là mạnh và hoạt động khá là tích cực thì anh chị có thể tham khảo một số cổ phiếu ở đây thì ở đây thì các anh chị cũng thấy là rất nhiều anh chị có đặt câu hỏi zalo cho mình ấy, là với cái cách phân tích như này thì nó đơn giản quá và tôi không thích tôi thích cái gì đấy nó phải phức tạp và nó phải có cái tính nội gián có cái tính gọi là thông tin doanh nghiệp có một cái câu chuyện anh chị nhá nếu mà anh chị vẫn duy trì suy nghĩ như vậy thì đó là suy nghĩ của 90% những nhà đầu tư thất bại trên thị trường chứng khoán mình cũng rất là nói rất là thẳng thắn như vậy bởi vì các anh chị thấy là tất cả những cái người mà hàng ngày đi tìm những cái thông tin như vậy ở diễn đàn của các cái nhóm thì mình khẳng định là đấy là cái cách phân tích cực kỳ cảm tính và nó là cái cách phân tích mà hầu hết những cái cách nghĩ thông thường đều làm như vậy và đều sẽ có những cái kết quả không thất bại anh chị nhé đó là những cái cách tiếp cận thất bại thì đây mình sẽ nói lại cách tiếp cận của mình thì các anh chị thấy là hàng ngày này kể từ ngày 18 tháng 3 nhé là chúng ta quay lại các anh chị đều thấy có thể nhìn thấy những cái đây các anh chị mình zoom to lên một chút các anh chị có thể nhìn thấy đây là các cổ phiếu kim cương hàng ngày Ví dụ ngày 18 tháng 3 này FRT OGC, FR SKG VSC này. Ví dụ thế. Tiếp theo là ngày 21 tháng 3 này. Thực ra nó là nhận định của ngày 20 cho ngày 21 nhá. gồm FRT OGC này. Tiếp theo FRT OGC này. FRT OGC này. Các anh chị thấy những cái cổ phiếu kim cương này nó còn giữ nguyên giá trị đúng không? Kể từ ngày 18 tháng 3 đến 21 2 23 và cho cả đến ngày hôm nay. Nó vẫn giữ nguyên giá trị. Mình canh chị thấy đâu nó có thay đổi đâu. Nó chỉ có thay đổi một hai cổ phiếu. Khi nó không thuộc những cái nhóm ngành mạnh có thể nó suy yếu thì mình chuyển nó đi thôi về cơ bản là nó vẫn là những cổ phiếu đấy ví dụ DG, hdg dgc và vhc ví dụ là những cổ phiếu mà nhắc thường xuyên nhắc thường xuyên mà rất nhiều các anh chị chỉ vào đây hỏi là toàn hỏi những cổ phiếu yếu thôi thì mình cũng không hiểu đấy mình cũng nhấn mạnh rất nhiều là những viên kim cương nó sẽ là những cái viên kim cương và sẽ giúp các anh chị kiếm tiền chúng ta đừng đi tìm những cái viên đá ở dưới lòng đất để chờ một ngày nó thành kim cương đấy là một cái sự gọi là chờ đợi rất là lâu và mất thời gian như anh chị nhé thì bây giờ mình cũng sẽ kiểm chứng rất nhiều anh chị có hỏi về kiểm chứng ví dụ đây là ngày 18 tháng 3 đây đây mình sẽ nhận cho anh chị xem một ngày 18 tháng 3 đúng không là ngày 17 tháng 3 và nhận định cho ngày 18 tháng 3 đúng không thì các anh chị nhìn thấy đây là các cổ phiếu kim cương thì các anh chị xem cho đến ngày hôm nay nó như thế nào mình copy vào đây nhé copy ra một cái xin mới đúng không các anh chị nhìn đây cái này mình sẽ ghép lại bằng ghép nó vào cách vậy cách ok chưa đấy mình sẽ chứng minh cho các anh chị thấy các cổ phiếu kim cương nó sẽ là những cái viên kim cương đây cái này bằng cái này và cái này đúng không cái chị đây là cái cách mà mình làm về mặt excel cũng như kết hợp với thì đây đây là răng đây là các cổ phiếu ngày 17 nhé anh ba nhé chị nhé Nó là ngày 17 tháng 3 chúng ta vừa copy ở đây ra đúng không Chúng ta vừa copy ở đây ra đúng không 17 tháng 3 cho ngày 18 tháng 3 đây Anh chị copy ra đây Mình copy vào đây Mình vào một cái lấy một cái nhóm đấy đi Cái này có dữ liệu rồi Đây nhóm, nhóm 47 đi nhá Chuẩn bị phải vào đây type in này Các anh chị copy vào Ok chưa Đây ngày 17 tháng 3 đây đây đấy mình hỏi các anh chị các anh chị nhìn nó đều đi lên hết đúng không FRT là các anh chị mua các anh chị thành công đúng không ASM cũng thành công đúng không các anh chị nhìn vào đây nhá đi lên này và các anh chị có thể nhìn vào chỗ này này D trên EV trên D này tăng 13 phần trăm này các anh chị đây mình sẽ di chuyển các anh chị xem tiếp OGC này 18 phần trăm này đúng không AGG thì là là lỗ đúng không lỗ nhưng mà hoàn toàn chúng ta sẽ chạy ở phía này nhé chúng ta chạy ở phía này FBR này các anh chị lãi 5,8% à, 0,7% EV trên D các anh chị nhiều đây nhé SKG lãi 4,2% DAH thì các anh chị lỗ và các anh chị sẽ bán ở phiên MA10 mình nói rồi những cổ phiếu kim cương các anh chị sẽ bán khi thủng MA10 đúng không tiếp OCH OCH đều là OCH OCH đương nhiên chúng ta sẽ bán ở phiên này KLB KLB đâu nhỉ 17 đây đúng không KLB cái chịu không lỗ KLB lãi 2,1 phần trăm TTF không nhảy OCH đây, OCH, xin lỗi, OCH các anh chị sẽ lỗ, đúng không, KLB, KLB thì các anh chị sẽ lãi 2,1%, TTKF thì các anh chị lãi 0,9%, VHC thì các anh chị lãi 10,8%, đúng không, BAF thì các anh chị lãi 2,9%, HTG thì các anh chị lãi 3,7% và đều đi lên, đúng không, ở DQC thì là cổ phiếu nó chạy nước rút rồi, cổ phiếu, thực ra các anh chị muốn xem chuẩn là các anh chị phải xem ở đây, những cổ phiếu mua này này mình sẽ nói về các cổ phiếu mua nhé xin lỗi mình sẽ nói về các cổ phiếu mua đây mình sẽ làm lại một chút đi cái 47 này nha mình sẽ xóa đi xóa đi cái empty nha nó đã, nó đã trắng trơn rồi nha kiểm chứng ok mình đặt tên là kiểm chứng nha bên ngày 17 tháng 3 ok chưa cổ phiếu mua ở đây Ok nha, mình copy xuống đây Mình sẽ chứng minh cho các anh chị thấy Đây, chỗ này là 17 tháng 3, đúng không? Đấy, chấm 3 Ok chưa? Tiếp 21 là ngày

3. Ok nha X23 Tại sao các anh chị cứ phải đi tìm những cái sự thần bí Đúng không? Các anh chị thường 23.3 Ok nha 24 tháng 3 Ok chị xem. Ok chưa? 24.3. Thế thôi mình sẽ làm thế thôi, nhưng cái cổ phiếu gần nhất ngày 25 tháng 3 mình sẽ không nói nữa nhé Cái cái này nó gần đây quá ngày 25 tháng 3 mình không nói. Cho luôn vào cho nó đủ bộ luôn cũng được. 25 tháng 3 đây. 25.3 mình sẽ chứng minh cho các anh chị thấy là những cái viên kim cương thì nó sẽ luôn là những cái viên kim cương thực sự là đắt giá anh chị nhé đây c nhá đây, đây vào đây 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 là tất cả những cổ phiếu đây là tất cả những cái cổ phiếu mà mình khuyến nghị với các anh chị mua kể từ ngày 17 tháng 3 cho đến ngày 24 tháng 3 tức là nhận định cho ngày 25 nha thì các anh chị nhìn này từ ngày 17 ở đây đúng không thì nếu các anh chị mua cổ phiếu FBR này. Thì các anh chị thấy nó vẫn đang chạy nhá. Lợi nhuận thì có thể là nó chưa cao. Nhưng mà nó vẫn đang chạy, nó vẫn trên MA10 và các anh chị chưa lỗ. Đúng không? Nếu các anh chị mua vào ngày 17 thì các anh chị đã đang có lợi nhuận là 0,7%. Đúng không? Và vẫn đang hoạt động tốt nhé. Hiện nay nó vẫn là cổ phiếu kim cương của ngày hôm nay nhé. SKG SKG thì anh chị thấy đúng không? Nó vẫn đang đi lên và nó vẫn đang hoạt động. Đúng không? Nó vẫn đang đi lên và nó vẫn đang hoạt động tốt, chẳng có vấn đề gì cả. Đấy, VSC, VSC thì các anh chị thấy là các anh chị đã có những cái khoản lợi nhuận khoảng 10%. HTG, đúng không? Các anh chị phải thấy nó vẫn đang hoạt động. Lợi nhuận đây đang khoảng 4%, 3,7%. Vẫn đang đi lên. FRT cũng vẫn đang đi lên, hoạt động tốt, nó vẫn là kim cương. Đúng không ạ? Vẫn là kim cương. Tiếp HDG, HDG vẫn là kim cương. Lợi nhuận thì được có ít thôi phần 2,5% nhưng nó vẫn đang hoạt động tốt và là kim cương. HAH. HAH có một phiên chạm MA10 này. Đúng không Có một phiên chạm MA10 thì có thể chúng ta rút ra hoặc là nếu các anh chị đánh theo Mark Mini Mini thì các anh chị có thể chấp nhận gi giữ một phiên thủng MA10 và cái phiên thứ hai nếu không hồi vượt MA10 chúng ta bán thì cũng được. Thì các anh chị về thấy là nó vẫn hoạt động. Đúng không? HCD, HCD nó cũng vẫn hoạt động, không có lợi nhuận nhưng vẫn hoạt động. Pass này cũng vẫn hoạt động. Các anh chị thấy đúng không? DG này cũng thế, vẫn hoạt động, vẫn đang đi lên lợi nhuận thì chưa nhiều vẫn đang khá gần đây. PLP vẫn đang hoạt động DGC thì đang chuẩn bị vào chạy nước rút đúng không các anh chị thấy đang chuẩn bị vào chạy nước rút rồi đấy cổ phiếu này là cổ phiếu thành công nhất trong cái đợt khuyến nghị gần đây DGC PET là một cổ phiếu cũng, có vẻ thành công đúng không điểm mua chính thức ở đây OK thành công DPM cũng vậy nhé các anh chị thấy nó đang chạy trên đường dây BCG thì vẫn OK RE thì mới được một phiên vậy thì các anh chị thấy là đây. Đây thì các anh chị thấy những cổ phiếu kim cương và những cổ phiếu khuyến nghị hàng ngày. Hàng ngày ở đây thì các anh chị thấy rằng đánh giá là cái tính cái mức độ phân tích định lượng nó hiệu quả như thế nào đúng không ạ? Tại sao mà chúng ta cứ phải tìm những cái thông tin nội gián, các cái câu chuyện, các cái doanh nghiệp và chúng ta dùng những cái sự cảm tính, những cái sự cảm xúc để chúng ta ra quyết định đầu tư. Đúng không anh chị? Đó thì hy vọng là mình cũng chia sẻ cho các anh chị. Đây là một cái tư duy một cái cách tiếp cận về đầu tư thực sự là hiệu quả. Còn nếu chúng ta mà đầu tư theo cái cách đi tìm kiếm những cái thông tin giống như là chúng ta đi dồn đuổi bắt chuồn chuồn thì mình nghĩ là rất là khó để chúng ta có thể kiếm được những khoản lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Thì hy vọng là các anh chị hiểu được cái cách tiếp cận cũng như cái cách chia sẻ thông tin của mình. Thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh, các anh chị sắp uh, sửa kênh, sắp sửa kênh, nhấn nút quả chuông là nhận các cái bản tin mới nhất cũng như là chia sẻ kênh đến với những người quan tâm chứng khoán. Ok, chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ.